với 1,5 mẫu ruộng chuyển đổi. Mỗi năm, gia đình anh Đặng Văn Đức xuất bán hơn 22 vạn giống cây hồng xiêm xoài. Đây là giống cây có xuất xứ từ Thái Lan, có tính thuần, chịu hạn tốt, phù hợp với chất đất của địa phương, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc và có thể thu hoạch quả quanh năm. Cây hồng xiêm xoài này, quả nó to, trung bình 300 đến 400 gram một quả. Đấy, một năm nó ra được hai nứa, quả to và chất lượng ngọt, cho nên là nhiều người là thích trồng cái giống này hơn. Đây là giống hồng xiêm mà quả to nhất, phù hợp với khí hậu Việt Nam mình. Thế là mình nhân cái giống cây này. Đấy. Cái vườn này trừ chi phí đi rồi, mỗi năm cũng thu được 1 tỷ. Bên cạnh việc bán cây giống cho những bạn hàng lâu năm, anh Đặng Văn Đức còn chủ động quảng bá sản phẩm và tìm kiếm bạn hàng trên các trang mạng xã hội, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Anh Đức cũng đã tận dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật từ cái công trong cái việc chiết ghép cây giống và cho một cái hiệu quả kinh tế rất cao. Ngoài cái việc mà đem lại thu nhập rất cao cho gia đình thì anh Đức còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều hội viên nông dân. Liên tục là có khoảng từ trên chục lao động hàng ngày là làm việc cho anh Đức với cái thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng. Thì mô hình của anh Đức là một cái mô hình điển hình của hội nông dân xã Chi Hòa. Việc đưa vào phát triển mô hình nhân giống cây hồng xiêm xoài của anh Đặng Văn Đức cũng là một hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân địa phương.